chưa? Chưa. Các bạn thấy không? Ai mà sang trọng như tụi mình bỏ ra tiền bay qua bên Sydney để thuê một chuyến du thuyền. Trên chuyến du thuyền này chỉ có 3 người phụ nữ xinh đẹp, là trong đó có Thúy Nga, nữ ca sĩ Bolero Tố Mi, và đây là ca sĩ Như Ý. Ôm cái phao. Người quay phim